Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. BCBG, Orange County Warehouse Sale. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Rơi Sài Gòn TV trên băng tần 56.7 Galaxy 19 trong phần tường trình đặc biệt ngày thứ ba, 27 tháng 11 2018, và trong lúc này cử tri của Mississippi đang đến các thùng phiếu để bỏ phiếu để chọn một trong hai ứng viên của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong một cuộc tranh cử đầy sôi động khi mà cả hai tổng thống Donald Trump cũng như ông phó tổng thống Mike Pence đã hiện diện tại đây ngày hôm qua để vận động cho bà Highsmith và liệu rằng bà là người đại diện cho Đảng Cộng hòa và đương kim thượng nghị sĩ của Mississippi có đạt được cái số phiếu bầu cần thiết trong cuộc bầu cử đặc biệt runoff sau khi hôm bầu cử 6 tháng 11 vừa rồi cả hai không hội đủ trên 50% theo luật của tiểu bang Mississippi. Chúng tôi sẽ gửi thêm quý vị các bản tin chi tiết. Thế nhưng giờ đây là tình hình thời tiết ở tại quận Cam Los Angeles như thế nào thôi? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm qua với hôm nay thì ở miền Nam Cali chúng ta do gió từ sa mạc thổi đến cho nên quý vị thấy là hai ngày nay gió hơi nóng mà độ ẩm thì cũng giảm rất là nhiều so với nguyên tuần trước. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta có một ngày mà trời khô ráo như thế này. Nhiệt độ ở Westminster hôm nay lên cao nhất cũng chỉ ở mức là 72 đến 73 độ. Anaheim thì có thể lên đến 75 đến 76 độ. Và hôm nay thì sau buổi tối từ 9 giờ trở đi sẽ có khuyến cáo về biển động, thưa quý vị, là bắt đầu từ đây đến cuối tuần, bởi vì chúng ta sẽ có những cái trận mưa, cho nên là khuyến cáo về biển động sẽ được đưa ra từ 10 giờ tối nay kéo dài luôn cho đến ngày 10 giờ tối ngày thứ sáu. Và như quý vị cũng thấy ở đây là bắt đầu từ chiều mai là sẽ dự báo là sẽ có mưa và kéo dài luôn cho đến ngày thứ bảy. Đặc biệt là thứ năm sẽ là ngày mà mưa lớn nhất và gió nhiều nữa. Và những ngày này thì độ ẩm lên cao trở lại, trời không còn khô như là hai ngày nay. Đến sáng hôm nay vẫn còn nhiều người kẹt ở phi trường O'Hare, Chicago sau khi hơn 1.300 chuyến bay đã bị hủy bỏ và trì hoãn. Bão từ cái khu vực ở bên phía Ohio, vân vân, Illinois, giờ đây thì dự báo thời tiết cho biết đang di chuyển về phía New England, thưa quý vị, bao gồm các tiểu bang như Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania trở lên. Đây là khu vực mà bão đang tiến vào đây. Đây là bão tuyết, quý vị nha. Có những người đã ở lại, có thể nói rằng 2 ngày, 2 đêm ở trong phi trường, mà bởi vì họ tính dự trù là về tới nhà vào ngày hôm qua. Mà đến sáng hôm nay cho biết họ vẫn còn kẹt ở phi trường để chờ chuyến bay sắp tới. Cho đến khi mà họ có đầy đủ các thông tin liên quan đến tình hình thời tiết ổn định, máy bay đáp xuống an toàn, đến lúc đó các chuyến bay mới thực hiện lại, hy vọng là từ bây giờ cho đến chiều tối hôm nay, thưa quý vị. Tình hình tài chính diễn biến ngày hôm nay thứ ba như thế nào? Có hơi có một cái biến động chút xíu. Ngày hôm qua thị trường đã lên được trên 340 điểm, đó là Dow Jones. Nasdaq cũng lên trên 120 điểm. S&P 500 cũng trên 40. Sáng ngày hôm nay cũng lên được chút đỉnh nhưng mà rồi lên xong rồi đỏ, nghĩa là riêng với Dow Jones chúng tôi thấy màu đỏ. Lý do là buổi chiều hôm qua sau khi thị trường đóng cửa, bất chợt Tổng thống Donald Trump tuyên bố chắc có lẽ ông sẽ tăng thuế 200 tỷ Mỹ Kim của hàng Trung Quốc từ 10% lên thành 25%, mà trong đó Apple, iPhone và các mặt hàng khác nhập vào Hoa Kỳ sẽ bị tăng thuế. Apple đang gặp trở ngại và cổ phiếu đã đi giảm trong tuần lễ qua vì lý do iPhone bán không được nhiều. Quý vị nhìn thấy cái giá iPhone cũng hoảng hồn luôn, trên $1,000 một chiếc cộng thuế.
Đó là lý do, với bây giờ cộng thêm 10% thuế nữa. Lý do là vì ông Trump không thấy các tín hiệu từ phía Tập Cận Bình để cho thấy Trung Quốc thụt lùi và nhường bước với Hoa Kỳ. Trong vòng 1-2 ngày nữa, ông Trump sẽ bay đến thủ đô Buenos Aires, Á Căn Đình, và hai ông Tập Cận Bình và ông Trump sẽ có cuộc họp bên lề để thảo luận xem có khả năng giải quyết chiến tranh mậu dịch hay không. Nhưng mà dường như hôm qua, cho đến ngày hôm qua đó, thì ông Trump thấy rằng không thấy có tín hiệu gì. Các cuộc tìm cách ngồi xuống nói chuyện với nhau vẫn chưa được giải quyết. Đó là lý do khiến cho thị trường hôm nay tưởng là sẽ tăng trở lại, mà với cái tuyên bố đó đã khiến cho thị trường bị ảnh hưởng, thưa quý vị. Thị trường Thượng Hải cũng xuống mất 1 điểm 13, Hồng Kông xuống 44 điểm, nhưng mà Nikkei lên được 140 điểm. Dầu lên được 45 sen, 52 đồng lẻ, 8 sen, và giá dầu đang nhích lên từ từ. Hôm qua thì Goldman Sachs cũng đưa ra tuyên bố đầy mâu thuẫn với Tổng thống Trump. Ông Trump thì muốn giá dầu xuống bởi vì ông nói rằng cái kế hoạch giảm thuế của ông mà giá dầu tăng quá thì điều đó có nghĩa người dân Mỹ sẽ phải tiêu tốn nhiều hơn mua xăng. Nhưng mà ngược lại, Goldman Sachs cho rằng dầu hỏa ngày nay đóng góp một phần rất lớn trong nền kinh tế của nước Mỹ. Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia sản xuất dầu hỏa cao nhất trên thế giới này. Vì thế, dầu mà đi xuống, điều đó chỉ gây hại cho kỹ nghệ sản xuất dầu hỏa của Hoa Kỳ mà thôi. Cho nên quý vị nhìn thấy tuyên bố của Goldman Sachs, họ nói rằng dầu trên 50 đồng tốt hơn là 50 đồng và xuống nữa. Cho nên ngay bây giờ, giá dầu đi đúng với ý nguyện của Goldman Sachs. Vàng xuống 8 đồng, thưa quý vị, 1.214 đồng 40 sen. Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào ngày hôm qua, được biết là tiểu bang Ohio tuyên bố chính thức sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ chấp nhận Bitcoin, tiền điện tử, như là một phương thức trả tiền mà dành cho các khoản thuế cho các công ty ở tại tiểu bang này, thưa quý vị. Thì được biết là bắt đầu từ tuần này, nghĩa là ngày hôm qua rồi, thì các công ty sẽ có thể trả tiền thuế cho IRS ở Ohio hoặc là khấu trừ thuế cho nhân viên bằng Bitcoin. Really? Tuy vậy, dạ vâng, họ phải ghi danh và trả qua một cái trang web đặc biệt của tiểu bang gọi là ohiocrypto.com. Thì đây là cái trang web này đây, thưa quý vị. Thì khi mà họ vào ghi danh, chẳng hạn như họ bỏ 100 đồng Bitcoin, thì cái trang web này sẽ lập tức convert ra giá trị hiện thời bằng đồng đô la, rồi sau đó mới ghi nhận là công ty này trả bao nhiêu tiền cho tiểu bang. Thì đây là một cái hệ thống gọi là BitPay và có thể áp dụng toàn cầu, nhưng mà người dùng phải trả một cái chi phí nhỏ. Thì được biết là BitPay này sẽ mỗi khi mà một người vào chuẩn bị trả thì họ có cái time frame là khoảng 15 phút, thưa quý vị, là BitPay sẽ giữ cái giá tiền của Bitcoin trong lúc 15 phút đó. Thì nếu như mà trong vòng 15 phút đó mà giá trị của Bitcoin bị rớt thêm thì tiểu bang chấp nhận chịu lỗ. Và bất kỳ doanh nghiệp nào ở Ohio cũng nếu mà không có cửa tiệm ở đây vẫn có thể trả tiền thuế bằng cái hệ thống này, bao gồm là thuế thuốc lá vân vân. Và hiện nay họ chỉ mới nhận Bitcoin, nhưng mà cho biết trong thời gian sắp tới họ sẽ muốn nhận thêm các loại tiền điện tử khác nữa. Tiền ảo vâng. Và giá Bitcoin hôm nay như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.